cẩn thận nhảy ra nhá. À đi chơi, mình đang quá chơi nào. Nào. Bạn Đốc ơi, mình thấy có con cua đấy to chưa này? Ui, màu lạ lắm. Cua giả à? Cái càng nó to chưa này? Sao lại cua giả không? Ê, cái càng này. Con này nó không cắp được. Nó không biết cắp bạn ạ. Wow, hình như là đây con cua cảnh ấy bạn ạ. Đẹp nhờ. Ui. Này, mình mang về mình nuôi nhá. Cái này, cái càng nó to chưa? Chỉ dơ thế nó có biết cắp đâu. Càng nó để phòng vệ đấy, nhưng mà nó không cắp được đâu, nó không như cua đồng mình đâu. Đấy. À cắp được. Nhưng mà nó cắp mình bỏ vào trong thì cái miệng cái càng nó rộng thì nó không đau đâu nhỉ. Ừ. Ừ, đây nhá, mình bỏ ở đây để mình mang về mình nuôi nhá các bạn nhá. Đi chúng mình đi tiếp đi. Cạc cạc cạc. Wow. Đây, mấy chú về cho mình chú xuống, chú tìm thấy mấy con cua đây này các bạn ơi. Ui, cạc 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 cạc. Nào, đi vào chuồng nào. À đây mình cho nó vào cái xô này các bạn ạ. Thì đưa mình thả nó vào chuồng nhá các bạn nhá. Ui, con cua. Một chú cua này. Wow, một chú cua vào đây nhá. Ui, đây chết ở chỗ cái mõ cao này nhiều cua nhỉ. Wow, con nữa này các bạn ơi. Ui, con này nữa này, ui nó chạy nhanh lắm các bạn ạ. Wow, nó lấp ở đây rồi. Đây này, đây này. Wow, được rồi. Ui, con này nó không giống màu con cua mình vừa bắt được nhờ. Wow, chỗ này như còn một con nữa này các bạn ơi. Cảm ơn, có con muỗi nó to chưa đang đốt ở tay bạn kìa. Ui, con muỗi to thế nhầy. Bạn đập đi, đập đi. Ui, ui. Á, à, ui trượt rồi. Ui, nó đốt đỏ hết tay mình lên rồi bạn ạ. Ui, xương ngực cục lên này rồi. Ui, sợ bị xuất huyết nhờ. Ở đây có cái nọ gì này. Ui, có mấy mùa... con cua quăng nhiều chưa? Đâu? Trong này. Mùa này á, mùa muỗi đấy sẽ lại có cái cốc nước ở đây nhỉ. Ui, này nhiều con quăng quăng lắm các bạn nè. Đây này. Đấy bạn lắc lắc cái nước lên để cho mấy con quăng quăng nó đấy nó chuyển động đấy các bạn ơi. Đây này mình cho các bạn xem nhá. Mình phải lắc lắc lên đấy. Ui này, nó chuyển động nhiều chứ nó ngoài ngoại đấy. Mấy cái con này xong nó nả lên thành con muỗi đấy. Đúng rồi, bạn đổ nước đi. Mình phải đổ đi những cái chỗ nào có nước thừa hay là nước mưa ở hú phải đổ hết đi các bạn ạ. Đổ đi, không quá là để cái này là muỗi nó sinh sôi đấy. Nhờ. Đấy, mình đi tìm cho còn con nào không nhá. Wow, con cua nữa này. À, một con cua nằm ở đây này. Đây rồi, con cua nằm đây rồi, mình bắt được rồi. Nào, mình cho là xe của mình nhá. Đi. Ui, bạn ơi, mình thấy có một con cua to chưa? Ui, con này nhỏ chót này. Ui, con này màu như con cá cảnh ấy nhá. Ừ. Heo màu vàng này các bạn ơi. Đấy nó bò đi đâu ý. Mình bắt nó vào nhá. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui. Này các bạn ơi, màu đẹp chưa? Mình cho cái xe của mình nè. Vừa lấy được một con màu xanh, bây giờ một con màu này là màu đỏ các bạn ạ. Này. Cái càng con này khác nhỉ? Ừ. Càng nó không to được bằng cái con kia nhỉ. Nhưng mà cũng to lắm bạn ạ. Này. Ui này, cũng to chưa? Thì to tay cắp. Nó cắp đấy. Cắp đây, con này cắp đây. Ừ, nó cắp đấy các bạn ạ. Thế mình mang về mình nuôi nhá. Hình như là có đàn cua nó đi lạc ở đây nhở. Ừ. Ui, đi đi. Wow, chỗ này có một con màu vàng đẹp chưa? Đó, bây giờ mình cho xe quay đầu lại nào. Ui, ơi, con màu vàng này các bạn ơi. Wow, tóm được con màu vàng rồi. Ui, con này màu đẹp nhờ. Ừ. Này, đàn cua màu đẹp thôi các bạn ạ. Hôm nay mình đi bắt cua toàn con cua màu đẹp thôi. Thế mình để đây nhá. Đi. Có cái gì đấy bạn? Đây bạn Đốc ơi, mình bắt được một con rồi. Cái gì đấy? À, một con chân dài này, dài chưa? Ui, con nó chạy nhanh lắm. Nó đâu rồi? Đấy, thấy không? Hình như mình thấy. Đấy, con nữa này bạn ơi. Này, này, một con nữa này. Đây này, đây. Đây. Đây này. Ui, ui con nhện này. Này, ui này. Con nhện này đẹp chưa? Nhưng bé nhờ. Này. Con này bé. Ừ. Hết rồi bạn Đốc ạ. Bạn Đốc ơi, hình như là cái gì nó cắn vào đầu mình ý. Mình nhìn cái gì trắng trắng ấy. Bạn nhìn thấy con gì không? Hay con gì nó vào xuống nó? Đâu, để mình xem đầu nào. Đâu, mình xem cái đầu xem nào. Có cái gì nào? Ừ, có cái gì đấy. Ui, cái đầu bạn toàn màng nhện thôi. Thế con nhện nó phun to vào rồi nhờ. Đúng rồi, con nhện phun đầy tơ đây này. Ui, thế bắn hết đầu mình rồi à? Đi mình tìm xem có thấy con nhện đây ở đâu không. Có khi con nhện to lắm nó mới bắn hết tơ vào đầu mình thế nhờ. Ui, mình giấy hết cả mình bạn ạ. Wow, một con nhện to chưa? Ui, bạn Đốc ơi, một con nhện to chưa này? Nó đang tiến về phía mình kìa. Ui, cái mũ của mình đâu rồi? Mình có cái mũ, mình chụp nó. Đây, mình có cái mũ đây rồi bạn Đốc ơi. Con này chắc nó bắn từ đầu bạn đấy. Ừ, mình chụp nhá. Ui, hình như được rồi đấy bạn ạ. Được chưa? Hình như được rồi đấy bạn ạ. Được chưa? Được rồi bạn ơi. Đâu, nhưng mà con này từ nó chạy nhanh lắm. Con này chạy nhanh lắm á? Chạy nhanh lắm, bây giờ làm sao bây giờ? Cứ mở ra sao nó chạy nhanh như nào? Nó chạy nhanh lắm bạn ạ, bạn vô cẩn thận nhá. 1, 2, 3. Ui. Đấy, nó có chạy đâu. Đấy. Ui, con này to thế nhỉ. Ui, này, làm sao tớ không dám bắt đâu, sợ lắm.
Ui, cái con nhện này nhện to chưa này các bạn ơi. Con này nó không cắn người đâu, con này lành lắm, nó chỉ ăn cái bọn muỗi thôi. Ờ, hay nó đi bắt muỗi nhỉ? Ừ. Hay nó tưởng bạn là muỗi nhỉ? Lúc đấy nó sao khi mà tưởng mình là con muỗi, muỗi đấy. Ui, các bạn ơi, đây, con nhện to chưa này. Ui, ui. À, nó nằm im ấy. Nó nằm im này. Ui, ui, đấy, nó lại bò đấy. À, mình thả nó ra vườn để cho nó đi bắt muỗi nhá. Đây, thả nó vào bụi. Ui, to chưa? Lần đầu tiên mình nhìn con nhện to hết bạn ạ. Đây, mình thả lên đây. Thả bụi cây cho nó đi. Đấy, đi đi nhá. Rồi, mình xem còn con cua là không đi. Đi. Nào, xe đi tiếp này, đây, đi, 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 đi. À, trong cái bụi này có cái gì ấy bạn ạ? Đây là mình đặt tay xem nào. Wow, wow. Này, bụi là có mấy con gì ăn? À, một con chó vào đây, tôi làm cho mát đấy bạn ạ. Nhá. Đấy, bên này còn con củ nọng này. Ừ, mình cho lên xe đi. Đấy. Nào, xe đi thôi. Nào. Wow, nãy con cua đẹp chưa? Con cua đẹp chưa này? Con này to nhất này. Ui. To hơn ba con này luôn. Đây rồi. Con này màu cam đẹp chưa này bạn ơi? Sao con này nó cắn không nào? À, con này không cắn đâu hiền lắm. Bỏ sang bên, bỏ xuống dưới đi. Con đấy bỏ xuống một mình nó một xe. Đi tiếp nào. Ui, một con hổ bạn ơi. Một con hổ. Ba. Đấy, một con hổ. Đấy này to chưa? Ui, đừng để ở cua, nó cắn cua đấy. Để đây này đi. Đi chúng mình ra đằng nước rồi tìm tìm cua tiếp đi. Đây hết cua các bạn ạ. Wow, chỗ này có nhiều nước chưa này. Bạn thả mấy con vịt xuống cho tắm đi. Mình thả mấy chú vịt xuống đây cho nó tắm nhá bạn nhá. Cạc 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 cạc. Đây tắm đi cho nó mát nào. Wow, đẹp chưa này. Ở dưới này có còn mấy cá vàng, có một con bò lên kìa. Đâu đâu đâu. Wow, một con cua này bò lên này. Ui, à vũng này cũng có cua đấy các bạn ạ. À mấy con cua này thấy nước định xuống này bạn ơi. Này. À, không xuống được đâu nhá. Mình tí nữa về mình cho vào cái bể mình nuôi nhờ. Ui, à, nó chạy nhanh lắm bạn ạ. Đây. Ui, chạy nhanh lắm bạn ơi. Ui, đây rồi. Một con cua nữa này các bạn ơi. Đây nhá. Rồi, bạn bắt vịt lên đi. Đây, bạn thả bác con vịt vào đây. Ừ, thả bác con vịt vào, nó tắm xong rồi đấy các bạn ạ. Nó thấy có cua, nó sợ nó cắn đấy. Nó cắp vào chân nó lên, nó lên đấy. Đấy, có cua để mình bắt hết cua đấy. Đi. Này, ui một con cua nữa này bạn ơi. Wow. Lại một con cua đỏ. Ừ, một con cua đỏ đây này. À, đây rồi đấy, nó tự lên này bạn ơi. Ui. Đấy, không khéo nó bò bọn bạn nó này. Ừ, không biết. Đây. Wow, này. Khả năng thế bạn ạ. Này. Ui, ui, lại đúng rồi đấy. Nó lên xe đấy nhờ. Nó muốn bò lên xe đấy. Ừ, nó bò lên xe đấy. Đây, cho lên xe. Mấy bạn là nó. Ui, mấy bạn là nó ngó xem này các bạn này. Nó ngó nó xem mình bắt cua đấy. Đấy. Đây mình bỏ đây nhá. Đây. Hình như mình thấy còn có cả con những con cua đồng nữa này. Một con ở đây này. Đấy. Đây một con nữa này. Đâu? Đấy. Ừ nhờ. Nhiều lắm các bạn ơi. Một lúc chúng mình bắt được bao nhiêu cua cảnh với cua đồng ra. Đây còn con này nữa. Ui, con này to chưa? Ôi. Này con này có biết lên như con kia không? Ui, nó không biết lên đâu bạn ạ. Nó cứ chạy linh tinh ấy. Ôi, nó chạy nhanh lắm. Này, nó cứ chạy linh tinh ở dưới nước thôi. Vì con này nó ok, nó chạy mất kìa. Con này nó sống ở trên cạn khó lắm. Có con cua cảnh kia kìa, nó sống ở trên cạn tốt này bạn này. Những con này này. Ui, có một con kìa. Có một con cua kìa các bạn ơi. Wow. Một con cua đỏ nữa này. À, mình ra nhá. Này. Ui, nó đang chạy về phía bạn đấy. Con này to nhất này. Wow, càng to chưa này bạn ốc ơi. Đấy, nó bò lên bà giỏi lắm các bạn ạ. Chân nó dài hơn chân cua mình nhiều. Này. Wow, nó ra càng lên này. Cũng ra càng như con cua mình nhưng mà nó không biết cắp đâu. Đây nó khéo nó cắp. Nó cắp đấy bạn ạ. Nhưng mà không đau đâu bạn ạ. Đây này, có con này nó không cắp được này. Nó cắp không đau mấy. Đây. Đây là cái con màu xanh này, nó càng nó to nó không cắp được các bạn ơi. Đây để mình nôn. Nó chặt thế. Nó bám chặt lắm, chân nó dài. Thế tổng mình bắt được bao nhiêu con rồi nhỉ? Ờ đếm thế nào. Nhưng mà mình thấy cái cua này chân dài nhá. Đây con này không cắp được. Ừ, cái càng nó cong quá. Đấy nó cong quá, nó có cắp được đâu. 1 2 3 4 5 6 con các bạn ạ. À.